Em xin giới thiệu cái dòng âm ly đa kênh của Đờ Nông, có model là AVR3311. Thì đây là thuộc dòng âm ly đa kênh đời mới của hãng Đờ Nông, với kiểu dáng rất là sang trọng và hiện đại ha. Thì toàn bộ mặt trước được thiết kế bằng phay nhôm rất là sang trọng, cũng như đây là cái núm chỉnh ngõ vào và núm chỉnh volume được thiết kế cũng bằng kim loại và với cái dòng Đờ Nông AVR3311 này nó sẽ hỗ trợ là 7.1 kênh với cái công suất cực khỏe là 170W một kênh nhân cho 7 kênh với cái loa là 6 ohm, đánh rất là khỏe. Và với cái dòng này nó sẽ hỗ trợ đầy đủ các định dạng âm thanh hiện đại như là DTS, Master Audio, Dolby True HD và DSX Odyssey. Và với cái Đờ Nông AVR3311 này thì cái cổng kết nối HDMI của nó đã phát triển lên cái chuẩn mới ha. Đối với những cái dòng khác là chuẩn là 1.3A, nhưng với cái dòng này thì nó sẽ hỗ trợ lên đến là 1.4A với những cái tính năng rất là hiện đại, như là các bác sẽ thấy đây là tính năng là hỗ trợ video 3D ha, cũng như là cái chức năng ARC, tức là sẽ lấy ngược lại âm thanh từ Smart TV, từ cổng pin của TV đi xuống ngược lại từ HDMI out của âm ly. Thì ngoài ra cái dòng âm ly này nó sẽ hỗ trợ là cái cổng USB để có thể chơi trực tiếp iPhone và iPod ha, qua cái cổng này. Ngoài ra với cái cổng này ta vẫn hoặc sẽ có thể chơi được các định dạng nhạc số như là MP3, WMA, WAV, và đặc biệt là với cái cổng USB này vẫn sẽ hỗ trợ chơi luôn cái nhạc Unlisted chất lượng cao, có chất lượng ngang bằng cái CD gốc như là nhạc Black Dual Unlisted. Thì với cái định dạng Unlisted này thì sẽ rất hữu ích khi ta chơi nhạc số chất lượng cao được hỗ trợ trong cái âm ly này. Thì chính vì cái điều đó mà cái âm ly này nó sẽ hỗ trợ cho việc nghe nhạc rất là hay, cũng như là ngoài chức năng là xem phim. Ngoài ra cái dòng âm ly này nó vẫn sẽ hỗ trợ các định dạng chuẩn âm thanh mới như là Dolby Rolorix 2, DSX, cũng như là nó sẽ hỗ trợ thêm hai cặp loa hiệu ứng cho các định dạng âm thanh mới này. Thì chút nữa em sẽ giới thiệu các định dạng âm thanh mới, các cổng ra hỗ trợ. Và với cái Đờ Nông AVR3311 thì nó sẽ có những cái tính năng như là mạch tái tạo âm thanh từ các file nhạc nén, tức là những cái file nhạc nén như là MP3 hay là nhạc kỹ thuật số đưa vào thì nó sẽ hỗ trợ để mà nâng cái tín hiệu nhạc nén lên để âm thanh có thể sống động hơn. Cũng như là cái chức năng Multi Equalizer thì nó sẽ hỗ trợ để mà cài đặt loa tự động bằng cái mix setup khi ta cắm vào cái cổng này. Cũng như là cái chức năng hỗ trợ để điều chỉnh equalizer cho từng kênh loa và rất là nhiều giải tần số, rất là hay, rất là tiện dụng. Đối với cái dòng âm ly Đờ Nông thì nó sẽ cải tiến nâng cao chất lượng âm thanh
ở tất cả các kênh bằng cái công nghệ ANL 24. Đây là cái công nghệ độc quyền của Đàn Ông, thì sẽ bằng cái cách mà triệt tiêu nhiễu bằng bộ chuyển đổi tín hiệu DAC để mang đến cái tín hiệu sạch sẽ và tinh tế nhất. Thì đó là cái công nghệ mà Đàn Ông thường hay dùng trong cái sản phẩm của họ. Thì hình thức của âm ly này, đây là hàng đấu giá Nhật về, hình thức đẹp long lanh nha các bác. Thì nó sẽ kèm một cái khiển zin Đàn Ông khác đời, chỉnh full chức năng. Có hình thức máy thì còn khá là đẹp ha. Nó hỗ trợ rất là nhiều cái định dạng và cái công nghệ được hỗ trợ trong cái dòng âm ly này ha. Ha, khiển zin nha bác. Ha, thì nội thất bên trong em đã mở sẵn ra rồi ha. Ha, thì nội thất con này thì khá là khủng, con này cũng thuộc là dạng dòng lớn ha, chứ không phải là những cái dòng nhỏ ha. Với cái nội thất đơn giản ha, thì các bác sẽ thấy là một cái biến thế to, rất là to để có thể cung cấp nguồn đủ cấp cho công suất là công suất 7 kênh đến 170W ở loa 6 ohm. Ruột gan cái con này thì kín mít ha, dày đặc luôn. Thì cái bo mạch thì nó cũng làm dạng 1, 2, 3, 4 tầng, 4 tầng bo mạch, tổng cộng là 14 con sò than lớn và rất là nhiều sò than nhỏ. 14 sò than lớn và hàng này là có 6 cái sò than nhỏ, 14 sò than lớn nằm ở cái hàng bên trong, rất là nhiều sò. Đây là cái kết nối phía sau. Đàn Ông AVR 3311 ha, công suất tiêu thụ là cực kỳ lớn ha. Con này nó đã thiết kế đến 670W, điện áp là 100V ha, thiết kế rất là lớn. Thì ở đây em đã kết nối âm ly bằng những cái dạng tín hiệu vào như là cái cổng HDMI. Thì cái cổng này được lấy tín hiệu từ hộp Android Box và tín hiệu HDMI out được xuất ra cái TV. Và cái cổng này có chức năng ARC ha, các bác sẽ thấy là nó đóng cái chữ ARC. Đó là cái cổng HDMI. Còn về mặt cổng quang thì em đang lắp vào cổng quang số 1 có tên là TV. Thì chút nữa em sẽ test cái hoạt động của cái cổng quang này. Thì đây là cái cổng thông dụng mà các bác cũng thường hay sử dụng ha. Và tiếp nữa là một cái cổng CD, đây là cổng analog ha. Chút nữa em sẽ test luôn tất cả các loại cổng đưa vào cái âm ly này. Thì đây là tất cả những cái ngõ ra lo của âm ly. Nếu bác nào chỉ có hai lo thì ta sẽ lắp vào hai ngõ lo không này ha. Sẽ tăng cái volume lên để test cái từng lo cho các bác xem. Hoặc là bác nào có thêm cái lo center thì ta sẽ lắp vào vị trí ở lo center. Đây là lo vị trí center. Hoặc là có thêm lo sọc rau ha, thì ta sẽ lắp vào một cặp lo nữa ở vị trí lo sọc rau. Tiếp nữa là cái lo sọc ra bách ha.
Đây là một cặp lo. Với âm ly này ta có thể đánh 3 cặp lo. Ngoài ra thì cái dòng âm ly này nó vẫn sẽ hỗ trợ thêm cái lo phong hay và phong quay. Thì để đây là những cái lo hiệu ứng cho cái tín hiệu sọt rau. Thì ngoài ra với cái dòng âm ly này, các bác sẽ thấy ở đây là nó sẽ có cái cổng là rề ao. Với cái cổng rề ao này thì âm ly của chúng ta sẽ trở thành một cái giải mã DAC cực xịn với giải mã lên đến 24 bit. Sau đây em cũng test luôn về cái tính năng giải mã của cái con âm ly này. Thì em đã chuẩn bị sẵn một cái tín hiệu từ một cái âm ly khác ha. Đây âm ly khác ha, và ta sẽ đưa vào cổng loa phong ha. Ha, nó đã hát ha, như là một cái giải mã DAC. Ha, thì đó là cái chức năng để làm giải mã. Ha, rất là xịn ha, và rất là đơn giản và dễ sử dụng để làm giải mã DAC. Và với chức năng giải mã DAC này thì nó sẽ được tín hiệu đã được nâng lên rất là nhiều, vừa giải mã vừa có thể chỉnh được bass chép, vừa có thể chỉnh được equalizer, thì nó sẽ tiện ích và hay hơn những cái giải mã thông thường. Đó là cái cách đấu dây loa và đấu dây tín hiệu phía sau. Thì sẽ test lại về cái chức năng lắp cái tín hiệu ngõ vào luôn cho các bác ha. Thì với cái cổng HDMI, HDMI em đang lắp vào cái ngõ có tên là DVD. Thì tiếp theo là cái cổng tên là TV. Đây là cái cổng quang, cổng optical ha, optical 1. Và tiếp theo nữa là cái ngõ CD. Tất cả các ngõ vào đều hoạt động ok. Và tiếp theo là em test luôn về cái tính năng đọc USB cho các bác xem. Ta di chuyển sang net USB. Lúc này nó sẽ đọc và ta di chuyển xuống đọc nội dung của USB, nhấn enter. Và cái con này thì có khả năng đọc nhạc tích led rất là hay. Thì tiếng nó khá là sáng ha, và khá là mạnh. Hiện tại em đang test bằng cái cặp loa Sansui S7001 ha, bass 30 thì đánh.
nhân mũi tên. UAP thì sau đây em sẽ hướng dẫn về cái cách để mà điều chỉnh bát chép. Thì các bác sẽ thấy ở đây nó sẽ có nút nhấn menu. Ta vẫn có thể nhấn menu từ cái khiển, đây là khiển zin. Phía sau nó sẽ còn một cái mặt để mà điều khiển. Thì đây sẽ là nút menu. Thì các bác sẽ thấy là nó sẽ có nút return qua lại lên xuống và enter đây ha, đây là nút return ha. Đây em sẽ nhấn những cái nút này, ta sẽ nhấn enter ha, và nhấn enter tiếp để mà điều chỉnh audio và di chuyển xuống một tone ha, enter. Đây phải là tone on ha, thì mũi tên xuống ha và mũi tên qua lại để mà tăng giảm bass chép. Thì cái đó là cái cách để điều chỉnh bass chép ở vị trí này. Rồi tiếp theo các bác cũng có thể là xem cái thông tin ở trên TV khi mà ta kết nối cái âm ly với âm TV bằng cái cổng HDMI. Tiếp theo để điều chỉnh equalizer thì ta di chuyển cái mũi tên xuống thì các bác sẽ thấy là cũng là trong một AV adjust ta di chuyển xuống một là ODC setting một multi equalizer XT ta chuyển qua menu nhấn enter trở ra thì phía dưới này nó sẽ hiển thị cái menu equalizer adjust scenario left right, ta nhấn enter thì nó sẽ cho chúng ta để điều chỉnh phong center, surround và surround back thì ta có thể điều chỉnh chính băng tần thì các bác có thể điều chỉnh ở các vị trí này thì đó là cái cách để mà điều chỉnh equalizer thì rất là đơn giản ha. Còn về cái cấu hình loa cũng như là volume của tất cả các kênh thì em đã chỉnh sẵn rồi, thì các bác chỉ về sử dụng mà thôi thì cũng rất là đơn giản thì các bác nào muốn tìm hiểu thì trong các video trước về những dòng đa kênh thì sẽ có cái cách để điều chỉnh loa như nhau thì cái mục này đã chỉnh rồi, chúng ta không cần để cài đặt nữa thì nó sẽ ảnh hưởng tới âm thanh rất là nhiều và với cái âm ly này thì nó sẽ có kích thước tiêu chuẩn là chiều ngang là 434 mm, chiều cao là 171 mm và chiều sâu là 381 mm, trọng lượng là 12,2 kg, công suất tiêu thụ là lên đến 670W ha, rất là to, rất là lớn. Điện áp là 100V. Thì với cái dòng này sẽ có khả năng nghe nhạc, xem phim rất là hay. Và ngoài ra vẫn có thể làm cái giải mã DAC. Còn hoặc là nếu bác nào muốn sử dụng làm karaoke thì ta vẫn có thể ghép loa vào để hát karaoke, và với điều kiện phải lắp thêm một cái van số trước khi tín hiệu đưa vào cái âm ly này. Thì ta vẫn có thể trở thành một cái âm ly karaoke cũng rất là tiện, rất là hay.
đối với những cái dòng này ha, thì tiếng bass cũng khá là mạnh, khá là khỏe, và tiếng chép là rất là sáng ha, không hề tối. Và ta có thể tùy chỉnh tùy ý ha, trong cái mục là bass chép hoặc là equalizer. Thì xin cảm ơn các bác đã theo dõi và đăng ký kênh Vinh Thành Audio. Xin chào tạm biệt các bác.